Phương Thúy xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chọn bộ Chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn bộ Chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phủ của Lục hoàng tử bây giờ đế tiêu đế lăng lâm thành uyển ngoài ra còn có sáu cao thủ ám cảnh viên mãn đều có mặt đầy đủ giờ phút này bầu không khí trong phòng khách tòa nhà chính vô cùng nghiêm trọng sau khi đế khâm cúp điện thoại anh ta hít sâu một hơi ánh mắt lóe lên những tia sắc bén lạnh lùng nói đúng thật là không ngoài dự đoán phụ hoàng tiêu nhất thiên đoàn sứ thần đại hoa thế lực ba bên đã tập hợp ở hoàng thành ngày hôm nay ắt sẽ xảy ra việc lớn nói không chừng đại hạ ta e rằng sẽ phải đổi chủ vì vậy mọi người thắng làm vua thua làm giặc một bước này là phúc hay họa là lên voi hay xuống chó cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc là sống hay là chết chúng ta phải nghĩ cho thật kỹ tình huống trong thủ đô không ngừng thay đổi cơ hội hay rủi ro luôn luôn đi kèm với nhau thành công thì một bước lên mây thất bại thì tan xương nát thịt nghe vậy sáu tên cao thủ ám cảnh viên mãn đều nhìn nhau giữa hai chân mày hiện lên vẻ kiên định bọn họ đi theo đế khâm vẫn luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ đế khâm đoạn vị trí chủ vị đông cung vốn là mong muốn sẽ có ngày này tất nhiên bọn họ cũng đã sớm nghĩ đến rủi ro lớn nhất rồi bây giờ đế hạo đã chết thủ đô đang loạn tùng beng cơ hội này đã bày ra trước mặt bọn họ thậm chí còn vượt qua mong đợi nó không còn là vị trí chủ vị đông cung nữa mà chính là ngôi vị hoàng đế, nếu như thành công, bọn họ và gia tộc của bọn họ nước nổi mèo nổi, chắc chắn sẽ tiền đồ rộng mở tươi sáng, cơ hội này ngàn năm có một, làm sao mà bỏ lỡ được đây. Vì vậy, sáu cao thủ kia không hẹn mà cùng quỳ xuống lớn tiếng hô vang, đều nghe theo điện hạ phân phó, thuộc hạ, dù nước sôi hay lửa bỏng, chết muôn lần cũng không chút chối từ. Tiếng vang như sấm rền, từng lời từng chữ mạnh mẽ đanh thép. Đế lăng như uống máu gà vậy, không kịp chờ đợi mà nói. Anh sáu, anh nghĩ gì thì nói thẳng ra đi. Chúng em đều nghe theo anh. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Còn mẹ nó. Đế uyên có rất nhiều hoàng tử, trong đó đế lăng xếp thứ tám. Từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn luôn là đế khâm nói gì anh ta nghe theo thế. Em sáu. Đế tiêu cắn chặt răng cũng theo đó mà bày tỏ thái độ của mình nói. Phụ hoàng vô tình vô nghĩa, ra tay độc ác, vốn dĩ là muốn lấy mạng của chúng ta làm mồi nhự, dù sao thì cũng không có thoát được cái chết này. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, cược một ván đi. Những người có mặt ở đây, người mong muốn đế uyên chết nhất, hẳn là đế tiêu. Dù sao thì nếu như đế uyên không chết, thì quân cờ tiếp theo bị đế uyên loại bỏ chính là đế tiêu. Con người mà, một khi đã bị ép vào đường cùng thì cái gì cũng dám làm. Được, tốt lắm. Đề khầm nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Uyển ngồi một bên. Lâm Thành Uyển không nói gì mà chỉ nhìn anh ta gật đầu. Lúc này anh ta mới quay đầu nhìn đám người đế tiêu, trầm giọng nói. Nếu như mọi người đã quyết tâm như vậy, tôi cũng rất mừng. Bây giờ, mọi người lập tức về phù của mình tập hợp tất cả nhân mã dưới trướng chờ lệnh của tôi chỉ cần tình hình hoàn thành rõ ràng cơ hội tới chỉ cần sức chiến đấu của vụ hoàng và tiêu nhất thiên tiêu hao mặc kệ bọn họ ai sống ai chết chúng ta chuẩn bị nhân mã bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào là một trận thay đổi trời đất lời này nói ra vô cùng dõng dạc được đế tiêu và đế lăng và các cao thủ ám cảnh viên mãn khác lần lượt lĩnh mệnh sau đó xoay người rời khỏi phòng khách tòa nhà chính, rời khỏi phù lục hoàng tử, tự ư về phủ của mình tập hợp nhân mã. Trong phòng khách, chỉ còn lại hai người Đế Khâm và Lâm Thanh Uyển. Đế Khâm khẽ kéo Lâm Thanh Uyển vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô hỏi. Thanh Uyển, trận chiến lần này thành công hay thất bại sẽ liên quan đến tính mạng của anh và em. Em đã chắc chắn chưa? Đúng vậy, đã chắc chắn chưa? mặc dù bây giờ đế khâm cũng cảm thấy có chút bất ổn nhưng chuyện này chưa đến giây phút cuối cùng ai mà biết nó sẽ xảy ra thêm cái gì không chưa vì vậy trong lúc kích động trong lòng của ông ta cũng có chút lo lắng có lẽ mọi người không biết những sắp xếp ban nãy của đế khâm đều lắng nghe theo kiến nghị của lâm thanh uyển Lâm Thành Uyển nổi tiếng thông minh, đàm mưu túc trí, đặc biệt là lần trước sau khi chứng thực được lý do thoái thác của đế hình. Không chỉ riêng đế khâm càng thêm nể trọng cô, mà ngay cả đám người đế tiêu và đế lăng cũng có vài phần xem trọng những lời mà cô ta đã nói ra. Nắm chắc. Lâm Thành Uyển khẽ con môi mỉm cười nói, đại khái khoảng 70%. Tiêu nhất thiên, tiêu nhất thiên chắc chắn sẽ không ngồi đó chờ chết đoàn sứ thần đại hoa chắc chắn sẽ không ký hiệp ước đình chiến cũng không chỉ đơn giản là đến để ký hiệp ước đình chiến còn về quan hệ giữa ba người bọn họ ai có năng lực kỹ năng cao hơn ai có thể cười đến cuối cùng vậy thì đành phải xem ý của ông trời mà thôi 70% phần trăm trái tim của đế khâm khẽ động nhìn khung cảnh ngoài kia bỗng nhiên sầm mặt lại dường như sắp có mưa lớn ông ta trầm giọng nói hay cho một câu ý trời anh hai đế hạo anh ta rõ ràng là không có thiên mệnh bây giờ đến lượt tôi chỉ cần có thể có được sự ưu ái của ông trời kiểm soát được hoàng thành kế thừa vương vị có sự giúp đỡ của luyện long đỉnh rất nhanh thôi anh có thể đột phá lên ám cảnh viên mãn còn em vừa nói ông ta vừa vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của lâm thanh uyển nhẹ nhàng xoa sau đó mới tiếp tục nói đợi đứa bé trong bụng em ra đời, dựa vào dòng máu mạnh mẽ được truyền thừa từ tiêu nhất thiên cho nó. Thêm vào đó, còn có tế đàn luyện hóa của đế thị chúng ta. Trong vòng 5 năm, chúng ta nhất định sẽ đột phá được đến cảnh giới đế vương trong truyền thuyết. Đến lúc đó, muốn nắm lấy toàn bộ thiên hạ này, chẳng có gì có thể ngăn cản được chúng ta. Là một hoàng tử, đế khâm vốn dĩ dưới một người trên vạn người. Tuy nhiên, gần vua như gần cọp chính là dưới một người mà thôi điều đó khiến cho cuộc sống của ông ta vô cùng gian nan như đứng đống lửa như ngồi đống than điều mà ông ta muốn chính là trở thành một người kia lâm thành uyển ngẩng đầu nhìn về mặt tràn đầy mãn nguyện của đế khâm giơ tay ra, đặt lên trên tay của đế khâm đang đặt trên bụng của cô định nói gì đó nhưng lại thôi thật ra cô ta muốn nói nhất định phải để đứa bé này trở thành hòn đá kê chân trên con đường đế vương của anh sao? Nhưng mà... Cô không nói ra được. Lúc này, sau khi Yến Đông Dương thống lĩnh hơn trăm vệ quân và mười mấy tên đoàn của Sứ đoàn Đại Hoa rời khỏi phủ của Ngao Tuấn Thần, đi thẳng đến cửa vào cửa tế đàm dưới đất. Phía trước cửa vào là hòn non bộ, ám giả quỷ vương đã dẫn gần hai trăm vệ lâm quân chấn giữ ở đó. Giống như là đám người Yến Đông Dương lo lắng, trận chiến trong phòng đã hấp dẫn sự chú ý của ám giả quỷ vương. Nhưng mà trận chiến xảy ra rất nhanh, đã kết thúc rất nhanh. Ám giả quỷ vương cho người qua đó điều tra được. Trước đó vẫn chưa rời đi, chỉ nghe có tiếng xé gió chuyển tới. Đứng đầu là Yến Đông Dương, cả người hắn ta hóa thành tàn ảnh. Chỉ trong chớp mắt, đã vượt xa hơn trăm mét, đến trước mặt đám người ám giả quỷ vương đầu tiên. Ngoài dự đoán của mọi người là Yến Đông Dương đường đường là một thống lĩnh vệ lâm quân, gã ta vừa mới đứng lại, thì bị ngã nhòi xuống đất, lăn xà mấy chục mét, dáng vẻ vô cùng chật vật khó coi. Thống lĩnh Yến, thống lĩnh Yến! Tất cả mọi người, bao gồm cả ám giả quỷ vương, đều bị thảm trạng của Yến Đông Dương dọa cho giật mình. Chỉ thấy Yến Đông Dương sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, cả người đều ướt đẫm máu, rõ ràng là vừa mới chịu qua một trận ác chiến. Hơn nữa, có vẻ như đã bị thương nặng. Lập tức có hai tên vệ lâm quân chạy qua, muốn đỡ Yến Đông Dương dậy. Ám giả quỷ vương cũng đến bên cạnh hắn ta, giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên. Thông lĩnh Yến, có chuyện gì vậy? Cách một chiếc mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt của ám giả quỷ vương, nhưng mà... Đôi mắt thâm thúy và âm u của ám giả quỷ vương nhìn chằm chằm Yến Đông Dương, đồng từ co lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngao Tuấn Thần, tên khốn đó dắp tâm bất lương tính kế chúng ta hạ đòn sát thủ trong nháy mắt giết chết một nửa binh lực của chúng ta yên đồng dương giả vờ bị thương nặng bằng bó vết thương trên ngực thờ hồn hển nói cầu tặc đại hoa gan to bằng trời lần này bọn chúng vào thủ đô ký kết hiệp ước đình chiến là giả thực ra là đến đây để ngăn cản hoàng chủ điện hạ chữa trị đan điền mới là sự thật đi quỷ vương đại nhân những tên cầu tặc đó đều là cao thủ ám cảnh viên mãn, vô cùng hung hãn. Bên này ông nhất định phải chú ý nhé. Yến Đông Dương vừa mới dứt lời, như sấm giữa trời quang vậy, dậy lên một trận sóng to gió lớn ngay sau gần 200 vệ lâm quân. Tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ lời nói của Yến Đông Dương, dù sao thì bọn họ đều là vệ lâm quân mà Yến Đông Dương vẫn là thống lĩnh vệ lâm quân, là chỉ huy, là lãnh đạo của bọn họ. Chỉ có ám giả quỷ vương là ngoại lệ. Nhưng mà không đợi ám giả quỷ vương hỏi thêm câu nào nữa. Từ xa có tiếng chém giết người chuyển đến. Mười mấy vệ lâm quân bị hơn mười tên sứ giả đại hoa đánh cho tan tác tả tơi. Đang không ngừng chạy sang bên này. Nhìn thấy cảnh này, những tên vệ lâm quân vô cùng tức giận. Có một người vội vàng đứng dậy xin lệnh. Quỳ vương đại nhân, cầu tạc đại hoa thật sự là khinh người quá đáng, dám dưới mí mắt của hoàng chủ, ngay trong hoàng thành mà diễu võ dương ngoài, giết người như ngoé. Thực sự là không xem đại hoa chúng ta vào mắt. Mặt tướng nguyện ý giết đám cầu tạc này. Mặt tướng nguyện ý đi. Mặt tướng nguyện ý đi. Vệ lâm quân phụ trách bảo vệ hoàng thành, bọn họ đều là tinh anh trong những tinh anh. xương cốt rắn chắc, bọn họ không chịu nổi khi bị nước đối thủ cưỡi đầu cưỡi cổ nhục mạ như vậy, tất nhiên là bọn họ sẽ không để yên. Một lúc sau, gần 200 vệ lâm quân lần lượt đứng dậy bước lên phía trước. Chỉ là hơn chục tên sứ thần của đại khoa mà thôi, gần 200 vệ lâm quân cùng sông lên xem bọn họ còn hung hãn như thế nào được nữa. Cho dù có hung hãn thì cũng sẽ chết dưới tay của vệ lâm quân mà thôi. Tuy nhiên, nhìn thấy hơn 10 tên sứ thần đại hoa liên tục giết người, rất nhanh thôi sẽ kéo sang bên này, nháy mắt chỉ còn cách nhau chưa đến 10 mét. Ám giả quỷ vương cũng không hạ lệnh tấn công. Ngược lại, ám giả quỷ vương giơ tay phải lên, vẫy một cái, gần 200 vệ quân lần lượt im lặng. Không cần nữa. Chỉ nghe ám giả quỷ vương trầm giọng nói, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu đợi bọn họ xông qua đây cho dù là thành viên của đoàn sứ thần đại hoa hay là đồng đội vệ lâm quân toàn bộ đều giết một người cũng không tha ám giả quỷ vương vừa dứt lời nhất thời tất cả mọi người đều đứng đơ ra so với lời nói ban nãy của yến đông dương thì lời này càng khiến cho người ta kinh ngạc cái quần què gì vậy chứ người của mình cũng giết tao mà đồng tử của yến đông dương còn lại trái tim như bị ai đó túm chặt. Ngay vào lúc những vệ lâm quân kia còn đang kinh ngạc và không hiểu điều gì, gã ta biết mình bị lộ rồi. Vì thế quyết định rất nhanh, nhấc thanh đào trên tay lên, dồn hết ám kình vào trong, chỉ nghe thấy rủnh một tiếng, cả người như thể mãnh hổ vồ mồi, chém một đao sang phía ám dạ quỷ vương. Giữa hai người chỉ có khoảng cách không đến 2 mét, với một cao thủ ám cảnh viên mãn mà nói, thì khoảng cách này chẳng đáng là bao. Ám giả quỷ vương sớm đã có chuẩn bị. Và lúc Yến Đông Dương tung ra một đao đó, ông ta cũng lập tức ra tay. Cả người như hóa thành một tàn ảnh, như ma như quỷ, tránh khỏi một kiếm công kích của Yến Đông Dương. Một đao của Yến Đông Dương chém vào không trung, chém xuống đất, chém ngay vào vị trí của ám giả quỷ vương vừa mới đứng. Chỗ đó ngay lập tức bị nứt ra một đường dài 5-6 mét. Một đao này vô cùng bất ngờ, không hề báo trước, nhanh đến kinh ngạc uy lực mạnh vô cùng tất cả mọi việc diễn ra vô cùng nhanh vô cùng đột ngột khiến cho những vệ lâm quân còn chưa tỉnh táo sau sự kinh ngạc ban nãy thì lại bị ngạc nhiên lần nữa đến đơ người thật sự là xét đánh giữa trời quang cái quái gì vậy cúi đầu nhìn vết nứt dài dưới đất tất cả mọi người đều ngạc nhiên mắt chữ o miệng chữ a trái tim run lên từng hồi mắt như muốn nhảy ra ngoài luôn trên khuôn mặt của mỗi người đều là những biểu cảm khó mà tin nổi. Trời ơi, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Ám giả quỷ vương hạ lệnh phải giết vệ lâm quân mà Yến Đông Dương vậy mà lại bổ một đao về phía ám giả quỷ vương. Không hổ là quỷ vương đại nhân, bội phục. Yến Đông Dương vốn dĩ muốn giả vờ thương nặng, tiếp cận ám giả quỷ vương, sau đó mới đột nhiên công kích khiến cho ông ta bị thương, chiếm lấy ưu thế. Nhưng lại không ngờ tới ám giả quỷ vương vô cùng khôn ngoan. Thế mà lại nhìn ra được kế hoạch của gã ta. Lúc này, hơn trăm tên vệ lâm quân, hơn mười tên sứ thần đại hoa đã đến bên cạnh Yến Đông Dương. Yến Đông Dương đã bài lộ thân phận. Những tên vệ lâm quân và sứ thần đại hoa cũng không cần phải tiếp tục diễn nữa. Tập hợp lại một chỗ, bọn họ trong nháy mắt, từ đối thủ trở thành đồng minh. Yến Đông Dương. Trong đó có một tên sứ thần đại hoa nói, kế hoạch này của ngươi cũng chẳng ra làm sao cả. Già vờ nửa ngày, ngay cả một góc áo của người ta cũng chưa động vào được. Rõ ràng rằng, mặc dù Yến Đông Dương là gián điệp của đại hoa, nhưng tính cách ngạo mạn của đoàn sứ thần đại hoa và ngao tuấn thần đó không hề tồn tại trong gã. Nghe vậy, sắc mặt của Yến Đông Dương vốn đã đen ngòm, nay lại càng khó coi hơn vài phần. Mày... Hóa ra là chó săn của Đại Hoa. Nghe thấy lời của bọn sứ thần Đại Hoa, đôi mắt sâu thẳm và âm u của ám giả quỷ vương dẹt qua một tia kinh ngạc. Bạn nãy ông ta đã quan sát rằng có điều gì đó bất thường. Ông đã ý thức được Yến Đông Dương có vấn đề, nhưng điều mà ông ta không ngờ tới chính là Yến Đông Dương. Hắn ta là tướng lĩnh tâm phúc của đế uyên, là thống lĩnh của vệ lâm quân của Hoàng Thành Đại Hạ, nhưng lại dám làm chuyện thông địch bán nước này ám giả quỳ vương. Ông ta phụ trách, giám sát thiên hạ này, tay mắt ở khắp nơi, nắm trong tay rất nhiều, rất nhiều bí mật của người khác. Chuyện có thể khiến cho ông ta kinh ngạc và bất ngờ là rất ít. Ngược lại, đèn đã tắt. Yên Đông Dương tiếp xúc với ông ta khá nhiều, lại được đế uyên coi trọng, nhưng lại có thể giấu giếm kỹ như thế, lừa được ông ta. Chó săn sao? <laughs> Yên Đông Dương vám giả quỳ vương liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói, tôi thừa nhận tôi là chó săn, là chó săn của đại hoa. Nhưng ông thì sao? Chẳng lẽ ông, ám giả quỷ vương, lại không phải là chó săn bên cạnh đế uyên hay sao? Dưới chân của hoàng chủ, tất cả đều là chó săn cả. Không thể tự làm theo ý mình. Phải để mặc cho người sắp đặt sâu xé. Nếu đã như vậy, vậy thì làm chó săn của đại hạ hay làm chó săn của đại hoa thì khác gì nhau chứ? Lời này nói ra vô cùng hùng hồn, mang đầy vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Dường như đối với Hoàng Chủ Đế Uyên, ngoài mặt Yến Đông Dương vô cùng cung kính, nhưng trong lòng thì lại vô cùng oán hận ông ta, thậm chí không thể khống chế nổi sự căm thù. Qua cầu rút ván, vắt tranh bò bò. Vừa nói, Yến Đông Dương vừa giơ tay chỉ trăm tên vệ lâm quân đang đứng ở đằng sau, răng cắn chặt nói. Tên cầu tặc Đế Uyên, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn bội tình bạc nghĩa ích kỷ vị lợi tính khí thất thường một câu có thể phán chết người hay sống một suy nghĩ có thể cắt đứt mạng sống của người khác bọn họ đều là kẻ bị hại bọn họ ai cũng không thoát được tiêu nhất thiên đường đường là lang vương bắc cảnh bảo vệ đất nước chiến công hiền hách kết quả thì sao nào còn chẳng phải là bị tên cầu hoàng đế đế uyên chơi đùa trong lòng bàn tay hay sao bị ông ta hại đến mức thân bại danh liệt tính mạng nguy hiểm liên lụy người nhà thủ đoạn độc ác đó của ông ta quả thật là khiến cho người khác lạnh run nếu như để tên cầu hoàng đế đế uyên đó chữa khỏi đan điền không chỉ riêng mình tiêu nhất thiên phải chết tôi ông tất cả những người đứng ở đây đều biết được bí mật của đế uyên ai thì cũng đừng mong sống tiếp lời nói của yến đông dương vận dụng nồi kình âm thanh như tiếng sấm rèn vang vọng khắp không trung trong nháy mắt đã truyền tới cách đó hơn trăm mét không chỉ những người đứng gần đó bị đinh tai nhức óc mà những người dân ở bên ngoài hoàng thành cũng nghe rõ mồn một hắn ta cố ý làm như thế thắng bại khó đoán sống chết khó lường điều gã ta muốn đó là trước khi trận đấu diễn ra vạch trần bộ mặt ác độc trước mặt tất cả mọi người cùng tội ác tài trời của đế uyên để cho vệ lâm quân nghe được người dân ngoài thành nghe được Tất nhiên, hắn ta làm điều này không phải là vì muốn giúp Tiêu Nhất Thiên giải oan, mà là vì muốn nhiễu loạn lòng người. Muốn làm lung lay quyết tâm, thà chết cũng sẽ bảo vệ hoàng thành của những vệ lâm quân trước mặt. Lung lay lòng kính yêu của muôn dân đối với hoàng chủ đế uyên của bọn họ. Đây gọi là nhân tâm kế. Quả nhiên, Đúng theo những gì mà Yến Đông Dương mong muốn, lời của hắn ta vừa dứt, những vệ lâm quân đứng sau ám giả quỷ vương đều bị kinh ngạc đến đơ người. Cái cảm giác kinh ngạc này còn kinh khủng hơn so với mệnh lệnh giết cả đồng đội mà ban nãy ám giả quỷ vương hạ xuống. Kinh khủng hơn việc Yến Đông Dương bỗng dưng bổ một đao về phía ám giả quỷ vương. Cái cảm giác đó còn mãnh liệt hơn trăm ngàn lần. Dù sao thì Yến Đông Dương cũng là cấp trên của bọn họ, mà lời Yến Đông Dương nói ra, bọn họ tất nhiên sẽ tin mấy phần. Cũng giống như vậy, những người dân ngoài hoàng thành kia, nghe thấy giọng nói của Yến Đông Dương, lời Yến Đông Dương nói ra như một quả bom ném vào mặt hồ yên ả, à, tĩnh lặng vậy, trong chớp mắt khiến cho mặt hồ trong lòng bọn họ ầm ầm dậy sóng, mọi người bắt đầu huyên náo ầm ĩ. Yêu Nhất Thiên hóa ra là bị hoàng chủ Đế Uyên hãm hại. Ông trời của con ơi, Tin tức Ngao Tuấn Thần cưới Tô Tử Lam về làm vợ đã đủ để oanh tạc toàn bộ thủ đô. Mọi người trong Hoàng Thành đều chạy đến xem kịch vui. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới chính là kịch này càng diễn thì càng hay, càng diễn thì càng thú vị. Bây giờ, con mẹ nó, ngay cả Hoàng Chủ Đương Triều cũng có một chân vào diễn rồi. Có lẽ mọi người không biết trước lúc đó bốn gia tộc lớn do lý khai sơn đứng đầu vừa mới cứu được đám người lang đồng từ trong tay của cấm vệ quân chạy thoát khỏi hoàng thành những người dân trong thành còn đang oán trách cấm vệ quân vô dụng lại để cho đám phản quốc ấy chạy thoát thân mà ngay sau đó yến đông dương lại nói tiêu nhất thiên là bị oan bị đế uyên hãm hại là có chuyện quái gì đang xảy ra vậy chưa còn mẹ nó tóm lại là bên nào mới là thật đây bên nào mới là giả đây thật thật giả giả khiến cho mọi người mơ hồ lẫn lộn hết lên rồi yến đông dương hay cho mày thật không ngờ rằng bình thường mày ít tiếng ít lời vậy mà bây giờ lại khua môi múa mép rõ ràng là phản tặc nhưng lại nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt mỗi một hành động của yến đông dương lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán của ám giả quỷ vương nhưng mà Ám giả quỷ vương cũng không định ở đây bàn chuyện ai đúng, ai sai với hắn ta nữa, mà xoay người nhìn gần hai trăm vệ lâm quân, đứng đằng sau mình, nói Đừng nghe hắn ta nói nhăng nói cuội, mê hoặc lòng người. Làm phản thì chính là làm phản. Trộm chính là trộm. Mặc kệ lời hắn ta nói đúng hay là nói sai, là thật hay là giả, chuyện của đại hạ ta không đến lượt, tên chó săn đại hoa nhúng tay vào vừa nói ám giả quỷ vương vừa giơ tay rút ra bào đao hàn thiết từ sau lưng bào đao đó chính là bào đao lang đồ của tiêu nhất thiên mọi người nghe lệnh giết hết cho tôi ám giả quỷ vương không hề nhiều lời nhấc bào đao lang đồ lên chỉ về hướng yến đông dương lạnh lùng nói giết sạch đám nghịch tặc đám chó săn của đại hoa này tôi cam đoan những người tham gia trận chiến ngày hôm nay tất cả đều sẽ được phong thưởng xứng đáng bất cứ ai bên phe bọn phản tặc này đều sẽ giết không tha lời này nói ra vô cùng uy nghiêm nói xong ám giả quỳ vương một mình xông lên phía trước vút một tiếng đã biến thành một tàn ảnh cầm theo bảo đao lang đồ chém về phía yến đông dương bị lừa gạt đối với ám giả quỳ vương mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã vì vậy ông ta muốn tự tay giải quyết yến đông dương đến đúng lúc lắm Yến Đồng Dương nghiêm nghị, không hề sợ hãi, cũng cầm lên chiến đao của mình đối mặt với ám giả Quỷ Vương đang lao tới, hét lớn: Hôm nay ông đây ngược lại muốn xem xem ám giả Quỷ Vương ngày thường vẫn giả thần giả quỷ, làm ra vẻ thần bí khó dò, rốt cuộc là giỏi đến cỡ nào? ám giả quỳ vương và yến đông dương đều là cao thủ ám cảnh viên mãn cũng là những cao thủ đứng thứ nhất thứ hai trong cảnh giới viên mãn như là cánh tay trái và cánh tay phải của đế uyên vậy mà lại đang chém giết lẫn nhau vật lộn cùng một chỗ ám kình của cả hai bắn ra tứ phía điên cuồng va chạm nhau báo đao lang đồ và đao chiến hàn thiết như điện quang chợt lóe chợt tắt va và đập vào nhau không ngừng tàn ảnh như thoi đưa đao kiếm xoèn xoẹt ám kình cuồn trào mãnh liệt, sát khí đằng đằng. Hai người ngang sức ngang tài, thực lực hai bên, trong nhất thời có mà phân được ai thắng ai bại. Giết, giết hết cho tôi! Hơn 10 tên sứ thần đại hoa thấy vậy, cũng không chút do dự mà dẫn theo những vệ lâm quân tạo phản kia, xông về hướng gần 200 vệ lâm quân. Nghe được lời nói của Yến Đông Dương, bàn nãy, trong số gần 200 vệ lâm quân, mặc dù có người bị lay động, nhưng khi đối mặt với đám người giữ thần đại hoa đang tổng tới, bọn họ tất nhiên sẽ không nương tay. Trong thời gian ngắn, đám người hai bên xông vào giết lẫn nhau, bắt đầu một cuộc hỗn chiến hiếm thấy. Theo lý mà nói, dưới chướng của ám giả quỷ vương có gần 200 vệ lâm quân, cho dù hơn chục thành viên của sứ thần đại hoa và hàng chục vệ lâm quân tạo phản liên thủ lại cũng khó mà đánh thắng được bọn họ. Tuy nhiên, vào lúc trận hỗn chiến này vừa mới bắt đầu, bỗng có thay đổi bất thường. Cùng với tiếng đao kiếm đâm vào cơ thể, chỉ thấy trong số vệ lâm quân dưới trướng của ám giả quỷ vương có hơn chục người đột nhiên quay sang nhắm một đao đâm chết đồng đội của mình. Sự việc xảy ra quá đột nhiên khiến cho người bên phía ám giả quỷ vương chết rất nhiều người rõ ràng rằng Yến Đông Dương là thủ lĩnh vệ lâm quân, số người đã bị hắn ta lôi kéo tào phản, không chỉ có hơn chục người trước đó. Trong số những người dưới trướng của ám giả quỷ vương cũng có người bị hắn ta lôi kéo. Xảy ra chuyện gì vậy? Còn mẹ nó. Sự thay đổi đột ngột đó, trong lúc đó đã dọa cho đám người dưới trướng ám giả quỷ vương sợ đứng hình, đội hình rối loạn, lòng người hoang mang, toàn quân tham chiến, điều quan trọng nhất đó chính là sự đoàn kết, là lòng tin tưởng lẫn nhau, dám đưa lưng của mình về phía chiến hữu. Mà bây giờ, trong những người chiến hữu mình vẫn luôn luôn tin tưởng lại có gián điệp của đối thủ. Mà quan trọng là, bạn không biết rốt cuộc làm bao nhiêu tên gián điệp, cũng không biết thân phận của đối phương. Vì vậy, đánh như thế nào đây? Vì vậy, bên phía ám giả quỷ vương nhìn có vẻ đang chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng khi số lượng gián điệp trong quân mình không ngừng tăng lên, ngược lại bị bên Yến Đông Dương đánh đến mức chờ tay không kịp mất đi lòng tin, rơi vào thế bất lợi. Bọn khốn nạn! Trong lúc đang chiến đấu với Yến Đông Dương, ám giả quý vương tất nhiên là cũng quan sát tình hình vừa xảy ra bên này. Vừa nhìn thì lừa giận trong người như thể bị đốt lên. Ông ta cắn chặt hàm răng, rít ra từng chữ, nội kình trong cơ thể nhất thời bạo phát đến cực hạn. Ông ta bay người lên, cầm theo bảo đao lang đồ, lấy hết sức mạnh chém về phía Yến Đông Dương, giọng nói âm trầm giết qua kẽ rằng, chết đi. Yến Đông Dương không kịp né tránh, trái tim nhảy vọt lên đến cổ họng, vội vàng nâng chiến đao hàn thiết lên chắn trước đầu. Dây tiếp theo, hai thành đao va chạm vào nhau, ánh lửa văng lên tung tóe, tiếng đao va chạm như sấm nổ. Một đao này, ám giả quỷ vương đã vận hết toàn bộ ám kình của mình, quyết liệt hơn rất rất nhiều so với bất kỳ một đau nào trước đó. Ba giây sau, Yến Đồng Dương chỉ chống đỡ được ba giây đối mặt với một đau mạnh mẽ này. Vận hết toàn bộ lực lượng của Ám giả Quỳ Vương, anh ta có thể cảm giác như bị núi đè xuống người vậy, Lục phù ngũ tạng như bị ai đó lôi ra, dòng máu đang chảy trong người đang sôi trào. Sau đó cả người do không chống đỡ được nữa mà bị Ám giả Quỳ Vương chém bay ra ngoài yến đông dương đang bay trên không trung thì phun ra một ngụm máu vẽ lên không trung một vòng máu đỏ tươi yến đông dương bị chém bay xa chục mét quỳ một gối xuống chiến đao hàn thiết cắm xuống mặt đất mới miễn cưỡng có thể ổn định cơ thể tay phải nắm đau bị chấn động đến mức nổ tung toác ra chóc thịt máu chảy dòng dòng lúc này hơi thở của yến đông dương đã phập phồng hai vai phát run sắc mặt nò bừng gần xanh quanh cổ nổi lên trên khóe miệng vẫn còn vài giọt máu, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu khiến cho người khác phải sợ hãi. Hiển nhiên, đã bị thương không hề nhẹ. Đây mới là thực lực thật sự của ám giả quỷ vương sao. Đỉnh cao của nội kình đã sắp có thể bước vào cảnh giới minh kình rồi. Một khi luyện ra được minh kình, sẽ giống như hoắc mãng và tiêu nhất thiên trước đó vậy. Trở thành cao thủ đứng giữa cảnh giới ám kình và minh kình. Một bước này chỉ kém một bước. Dựa vào một đao ban nãy, Yến Đông Dương đã hiểu ra rằng nếu tiếp tục lấy một tròi một với ám giả quỷ vương, hắn ta sẽ khó mà đánh thắng được ám giả quỷ vương. Tuy nhiên, một đao của ám giả quỷ vương ban nãy đã thành công khiến cho Yến Đông Dương bị thương. Cơ bản là không cho Yến Đông Dương có cơ hội để hồi sức và tìm cứu viện. Sau khi đáp đất, vội vàng bổ thêm một đao về hướng hắn ta, muốn giết chết Yến Đông Dương ngay tại đây. Mày! Không phải là muốn xem thực lực của tao như thế nào sao? Bây giờ, đã xem được rồi chứ? Tàn hành của ám giả quỷ vương lé qua, cùng với giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hỏi. Mày hài lòng không? Vừa dứt lời, lại thêm một đau nữa. Yến Đồng Dương không còn quan tâm đến vết thương trên người mình nữa. Đứng lên, nâng đào đỡ. Mà kết quả đúng theo những gì mà hắn ta đoán. Cơ bản là không đỡ nổi yến đồng giường lại một lần nữa bị ám giả quỷ vương một đao chém bay đến đây người không phải lắm muốn tạo phản hay sao không phải là muốn ngăn cản hoàng trù điện hạ chữa lành đan điền sao phế vật đến giết ta đi trong cơn giận dữ ám giả quỷ vương như là thần chết đến từ địa ngục giọng nói âm u cùng với chiếc mặt nạ quỷ trên mặt khiến cho người ta sờn tóc gáy một đau lại thêm một đau bàn đào liên tiếp bổ xuống khiến cho yến đông dương nằm dài dưới mặt đất chiến đào hàn thiết bị đánh bay ra ngoài cả người gã như một đống bùn nhão muốn tiếp tục chiến đấu chỉ sợ là không có sức lực đứng dậy nữa bên này tính mạng của yến đông dương rất đáng lo ngại mà bên còn lại bên phe của yến đông dương đã khống chế được tình hình vì vậy Hai tên Sứ Thần Đại Hoa và bảy tên ám vệ Lâm Quân đang bay sang bên này muốn cứu Yến Đông Dương từ tay của ám giả quỷ vương. Đáng tiếc, đã đến chậm một bước. Trong lúc Yến Đông Dương đang dồn toàn lực lào đào đứng lên thì ám giả quỷ vương lần nữa xuất hiện và đứng chặn trước mặt hắn. Hoàn toàn không quan tâm đám người giữ thần đại hoa và vệ lâm quân tào phản đằng sau đang lao tới nhấc bảo đao lăng đồ lên muốn bổ một nhát vào đầu của yến đông dương chém gã thành hai mảnh khiến hắn chết không toàn thây một đao tung ra yến đông dương chắc chắn sẽ chết Đám người giữ thần đại hoa và vệ lâm quân đang vội vã xông qua kia, nhận ra mình đến quá muộn. Trong lòng Yến Đông Dương cũng đã nguội lạnh, hoàn toàn từ bỏ việc giãy ruộng. Đơn giản là nhắm mắt lại, trong đầu hàng loạt những hình ảnh không ngừng lóe qua, yên lặng chờ một đau kia bổ xuống, chờ đợi cái chết đến. Tuy nhiên, khi mọi người đều đang cho rằng đại cuộc đã định, tất cả mọi người đều cho rằng Yến Đông Dương chắc chắn sẽ làm ma dưới bào đau lang đồ trong tay của ám giả quỷ vương. Bỗng nhiên xảy ra một tình huống mà mọi người không ngờ tới không có điều gì báo trước cả âm thanh xé gió chói tai vang lên từ xa chuyển đến hai thanh hàn đao bay tới với tốc độ khó mà tin nổi về phía yến đông dương và ám giả quỷ vương nháy mắt đã đến gần từ xa có một bóng hình duyên dáng đang bước chậm chậm về phía bên này cô ấy mặc một bộ váy cưới đỏ tươi như máu vậy người đó chính là tô tử lam tàn ảnh của cây thiết đao xé gió bay tới ấy, bảo đao hàn thiết đó chính là bảo đao của ngao tuấn thần. chuyện này làm sao có thể? về mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. sự xuất hiện của bảo đao hàn thiết và tô từ lam khiến cho mọi người đứng hình, bị dọa thành ngốc luôn rồi. đặc biệt là khi cảm nhận được hơi thở khủng bố của thanh đao đó, luồng khí lạnh lẽo rông từ chân lên đến đại não khiến cho trái tim của bọn họ run rẩy không ngừng. đây chẳng phải là hơi thở của cao thủ minh kình sao? Đám người giữ thần đại hoa và vệ lâm quân vốn muốn lao về phía ám giả quỷ vương để cứu Yến Đông Dương thì vội vàng dừng lại, đồng thời lui lại ba bước. Không hay rồi. Còn người của ám giả quỷ vương bỗng con lại là mục tiêu của thanh thiết đao này. Ông ta càng cảm nhận một cách rõ ràng hơn uy lực vừa rồi của nó hơn đám người giữ thần đại hoa và vệ lâm quân kia. Mạnh không gì sánh nổi mạnh đến mức cho dù là ám giả quỷ vương cũng không thể xem thường. Thậm chí từ sâu trong nội tâm này sinh ra một nỗi sợ hãi khôn cùng. Loại cảm giác đáng sợ ấy. Trước đó, ông ta đã gặp một lần, chính là vào lúc đối mặt với Hoàng chủ Đế Uyên, còn đang trong thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất đáng thương cho Yến Đông Dương, người đường đường là thống lĩnh vệ lâm quân. Khi hắn ta nghe được âm thanh bất thường từ phía sau lưng chuyển tới, cảm nhận được luồng hơi thở khủng bố đó, thì ngay cả cơ hội để mở mắt ra, quay đầu lại nhìn xem thì cũng chẳng có. Trong tích tắc, tàn ảnh thanh thiết đao đó đã xuyên qua cơ thể của hắn ta, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, nội kình trong thanh đao bộc phát, cơ thể của hắn ta đã bị xé tan thành từng mảnh, máu thịt tung tóe xung quanh đều là mùi máu tanh và những khối thịt văng đầy đất. Khung cảnh ấy thực sự khiến cho người ta kinh hãi, thật giống như có một trận động đất vừa mới xảy ra vậy. Đối diện với hơn trăm vệ lâm quân còn đang chiến đấu, bỗng lần lượt dừng lại, quay đầu nhìn sang bên này. Đến lúc chết, Yến Đồng Dương vẫn không biết là mình đã chết trong tay ai. Thật đáng buồn. Sau một nào giết chết Yến Đồng Dương, tốc độ và sức mạnh của thanh thiết đao đó chỉ bị giảm đi chút xíu nhưng không hề dừng lại. Lưỡi nào sắc bén tiếp tục bay về phía trước, Lắp thẳng về phía ám giả quỷ vương. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Cả quá trình đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khi ám giả quỷ vương vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi, chỉ kịp nhấc bảo đao lang đổ lên, chắn ngang trước ngực của mình, vẫn hết toàn bộ nội kình trong cơ thể truyền vào bảo đao. Trong trường hợp không kịp tránh đi, chỉ có thể dùng toàn lực để đỡ nó dây tiếp theo, tàn ảnh của thiết đao va đập mạnh vào bào đao lang đồ. Minh kình và ám kình giao nhau. Không có một sự bất ngờ hay hồi hộp nào. Sức mạnh của minh kình đủ để nghiền nát ám kình. Sức mạnh của một đao kia khiến cho ám giả quỷ vương cảm giác được như có một ngọn núi đang đè lên trên người của ông ta. Dù ông ta dùng hết sức lực cũng không thể nâng nó lên được nữa. Cơ bản là không thể đỡ được. Nói như thế nào đây? Cũng giống như vừa nãy khi Yến Đông Dương đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của ám giả quỷ vương vậy. Miệng hộc máu, hai tay tê dại, gần xanh nổi lên, dòng máu sôi trào, lục vụ ngũ tạc như bị ai đó túm chặt lại. Thậm chí, cảm giác này bây giờ còn nhân đôi nhiều lần. Vừa rồi khi Yến Đông Dương đối mặt với đòn tấn công của ám giả quỷ vương, nhưng anh ta còn kiên trì được 3 giây mới bị chém bay ra ngoài. Mà lần này, đối mặt với một đòn minh kình đột ngột của Tô Tử Lam, ám giả quỷ vương chỉ cần kiên trì chống đỡ được hai giây, nhiều nhất là hai giây thì đã bị tàn ảnh của thiết đao ép đến lùi lại. Bàn chân ma sát với mặt đất, liên tục phát ra âm thanh xoèn xoẹt, không ngừng lùi về phía sau. Lùi về sau, lùi về sau, tiếp tục lùi về sau. Thật không ngờ, tâm phúc đầu tiên bên cạnh Hoàng Chủ Đế Uyên, ám giả quỷ vương, phụ trách giám sát thiên hạ, thực lực đã đạt đến gần cảnh giới minh kình. Vậy mà vì đỡ một đau, người ta ném ra, mà lùi ra sau mấy bước chứ? Tổ tử làm vẫn chưa đến gần. Một đau, chỉ là tàn ảnh của một đau chém tới, đã có thể giết chết Yến Đông Dương, ép ám giả quỷ vương phải lùi lại. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin nổi. Đây chính là thực lực đáng sợ của cao thủ minh kình hay sao? Chết tiệt! Đế uyên bế quan bao năm, cho dù là vệ lâm quân trong hoàng thành cũng chưa từng nhìn thấy thân thù của cao thủ minh kình bao giờ. Đây là lần đầu tiên, lần này cũng đủ để khiến cho bọn họ khắc ghi cả đời. Ám giả quỷ vương bị tàn ảnh của thiết đao chém tới, phải lùi ra sau vài chục mét. Sau khi sắp lùi tới hòn non bộ, chỗ cửa vào của tế đàn dưới lòng đất rồi, thì cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được nữa, mà phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay nắm chặt đuôi đao run lên dữ dội. Bảo đao lang đồ nghiêng ngả, tàn ảnh của thiết đao tiếp tục xẹt qua bảo đao lang đồ, xuyên qua vai phải của ám giả quỷ vương, nhẹ nhàng như cắt miếng đậu phụ vậy, khiến cho cánh tay phải của ám giả quỷ vương đứt lìa khỏi cơ thể sau đó đâm mạnh vào hòn non bộ đằng sau ám giả quỷ vương. Nội kinh còn lại trong bào đao bạo phát, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hòn non bộ bị nổ tung, lộ ra lối đi bí mật xuống tế đàn ngầm dưới mặt đất. Không cần chìa khóa, không có cơ quan, một đau, mang theo sức mạnh tuyệt đối, tất cả cái gọi là cơ quan ám khí cũng chỉ là vật trưng bày thôi. Cho dù bạn có thể thiết kế chúng tinh xảo, kiên cố như thế nào, tôi đều có thể bằng một đao phá nát. Cả cánh tay phải đều bị chặt đứt, ám giả quỷ vương vô cùng đau đớn. Bạo đao lang đồ cũng rơi xuống mặt đất, ngay dưới chân ông ta. Ông ta vẫn còn tay trái, nhưng không hề cúi người xuống nhặt. giơ tay lên, xoa xoa vết thương trên tay phải của mình, cắn chặt răng, kìm nén lại đau đớn từ bên vai mang tới. ngẩng đầu nhìn theo hướng tô tử lam đang chậm chậm bước tới cách một chiếc mặt nạ, đôi mắt của ông ta càng thêm u ám, tràn đầy khủng bố và đáng sợ. Cô... Câu đầu tiên ám giả quỷ vương nói là cô không phải Tô Tử Lam. Bà, bà là dạ giao. Ám giả quỷ vương không hồ là ám giả quỷ vương. Tô Tử Lam chỉ là một cô gái, hai tay trói gà không chặt. Làm sao đột nhiên lại có thể nắm trong tay sức mạnh minh kình lớn đến vậy? Hơn nữa, thực lực này còn có thể so sánh với đế uyên khi xưa. Lúc mà ông ta vẫn còn khỏe mạnh, vẫn trong thời kỳ đỉnh cao nữa, người khác nghĩ không ra, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng ám giả quỷ vương không giống như vậy, là tâm phúc của Hoàng trù Đế Uyên, giám sát thiên hạ. Ông ta biết quá nhiều bí mật của người khác, trong đó bao gồm cả chuyện liên quan đến giả sao. Còn lẽ mọi người không biết năm đó vào lúc mặt trời lặn trên đỉnh núi kiếm sơn đế uyên và nữ đồ đệ của dạ sao đã có một trận quyết đấu ở nơi đó ông ta cũng có mặt lúc đấy và cũng chứng kiến toàn bộ quá trình đan điền của đế uyên bị tổn hại như thế nào cho đến bây giờ ký ức ấy vẫn còn mới như nguyên đặc biệt là sau khi nữ đồ đệ của dạ sao bị đế uyên đánh bị thương vì để bảo vệ một nữ đồ đệ khác có thể rời khỏi bồng lai tiên cảnh hình ảnh nữ đồ đệ đó kích hoạt dòng máu của dạ dao trong người mình khiến cho ám giả quỷ vương suốt đời không quên giống quá giống rõ ràng người đứng trước mặt ông ta là tô từ lam nhưng sau khi tự mình cảm nhận được lực uy hiếp vô cùng khổng lồ trong bào đao hàn thiết ban nãy bỗng nhiên ám giả quỷ vương lại nghĩ đến dạ dao không ngờ rằng ông ta thật sự là không ngờ tới tô từ lam vậy mà cũng có giọt máu của dạ dao hơn nữa, còn kích hoạt thành công nó. Lời nói của ám giả quỷ vương, đám người vệ lâm quân và sứ thần đại hoa đều nghe được hết, nhưng lại khiến cho bọn họ càng thêm khó hiểu rằng, giả dạ giao, giả dạ giao là ai? tô tử Lam chẳng quan tâm đến phán đoán và sự kinh ngạc của ám giả quỷ vương. Bước đến vị trí cách ám giả quỷ vương khoảng 20 mét, thì dừng lại, nâng tay phải lên cùng với tiếng xé gió chuyển tới bảo đao lang đồ nằm dưới chân ám giả quỳ vương bỗng bay vút về phía tô tử lam sau đó bị tô tử lam nắm trong tay cách không lấy vật hơn nữa khoảng cách ấy là hai mươi mét sức mạnh này cho dù có là đế uyên của bây giờ thì cũng không thể làm được tô tử lam cầm lấy bảo đao lang đồ nhìn kỹ một lúc sau đó mới nói thanh đao này là của tiêu nhất thiên ông không xứng để dùng nó đáy lòng của ám giả quỳ vương trầm xuống, trong tiềm thức nghĩ tới gì đó, bèn hỏi. Chẳng lẽ Tô Tử Lam đằng đằng sát khí tới đây, xem tôi là Yến Đông Dương, là mục tiêu đầu tiên để tấn công, không phải là do hai chúng tôi là người có thực lực mạnh nhất, mà là vì tôi đã lấy đau của tiêu nhất thiên sao? Mẹ kiếp, vì cái nguyên nhân này mà bị đứt mất một cánh tay, còn suýt nữa thì xuống hoàng tuyển sao? Ngao tướng quân đâu, không giống với ám giả quỷ vương, đám người sứ thần đại hoa sau khi hết bàng hoàng thì điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là sự an nguy của Ngao Tuấn Thần. Dù sao thì ban nãy Ngao Tuấn Thần ở lại dinh thự muốn xử lý Tô Tử Lam và đám người kia, mà bây giờ Tô Tử Lam đã đến đây, cả người còn toàn là máu, vậy thì Ngao Tuấn Thần và những tên sứ thần đại hoa khác đâu rồi? Thật ra sau khi chính mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của Tô Tử Lam trong lòng của bọn họ đã có đáp án. Gã ta chết rồi. Quả đúng là như vậy. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Tử Lam chuyển tới. Rời ánh nhìn từ bào đao lang đồ liếc sang đám người vệ lâm quân và sứ thần đại hoa. Sau đó tiếp tục nói. Mấy người cũng phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Câu nói này như bùa đòi mạng của tần chết vậy. Nghe được lời của Tô Tử Lam, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều giật thon thót. Dứt lời, Tô Tử Lam không hề có bất cứ do dự hay trần chờ gì. Nâng bảo đao lang đồ trong tay, một đao ném ra vô cùng quyết liệt. Thành đao bay về phía hơn trăm vệ lâm quân và chục tên sứ thần đại hoa. Nhất thời, một tàn ảnh hình quạt cực lớn do ảo ảnh minh kình hóa thành quét tới. Giết, toàn bộ đều phải chết. Tô Tử Lam bây giờ đã mất hết ý thức, không thể khống chế hành động của bản thân. Nhưng cho dù là Tô Tử Lam hay là giả giao thì bọn họ đều có chung một mục tiêu, đó chính là cứu tiêu nhất thiên. Thời gian của bọn họ chỉ có hơn 10 phút mà bây giờ đã trôi qua một nửa. Thời gian của cô không đủ nữa, điều quan trọng nhất là dựa vào sức mạnh kinh khủng bây giờ của Tô Tử Lam, đợi chút nữa nếu như cứu Tiêu Nhất Thiên từ trong tay Đế Uyên, sức mạnh giọt huyết tinh của Dạ Dao e là cũng bị tiêu hao hết rồi, mà bây giờ ở hoàng thành Tiêu Nhất Thiên bốn bề đều gặp địch, đầu đầu cũng là kẻ thù, phải đảm bảo rằng sau khi Tiêu Nhất Thiên được cứu ra, có đủ khả năng để rời khỏi hoàng thành một cách yên bình. Vì vậy, những tên sứ thần đại hoa ở trước mặt thì không sao, vệ lâm quân cũng đơn giản, đều phải chết hết, bắt buộc phải chết. Nếu không, khi cứu được tiêu nhất thiên gia, Tô Tử Lam kiệt sức, bị những tên khốn nạn này bao vây lần nữa, thì sao đây? Đào ảnh cực lớn, nhanh như ánh điện, chỉ trong nháy mắt, phi thẳng vào đám người kia, dây tiếp theo, những tiếng la hét, tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với những âm thanh, các bộ phận cơ thể đứt lìa vang lên liên tục văng vẳng bên tay mạnh quá mạnh một đau trực tiếp giết chết hơn hai mươi người đối mặt với tàn ảnh cực lớn do minh kình biến thành những tên vệ lâm quân và sứ thần đại hoa đó chẳng khác gì con sâu cái kiến mặc cho người ta dẫm đạp cơ bản là không đỡ nổi một đau một đau phi qua lại thêm một đau nữa tô từ lam đến đây với suy nghĩ phải giết sạch đám người này cứu tiêu nhất thiên tất nhiên cô sẽ không có ý định nương tay với bất cứ ai cả có thể giết được chắc chắn phải chết chục tên sứ thần đại hoa và hơn trăm vệ lâm quân từng lớp từng lớp một ngã xuống bây giờ trong suy nghĩ của bọn chúng không còn phân ra ai là địch ai là bạn cũng không còn tự đấu đá nhau nữa đối mặt với tô tử lam trong đầu bọn họ đều hiện lên suy nghĩ là phải chạy 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 bán mạng, cho dù là ám giả quỷ vương cũng không ngoại lệ. Trước đó, ông ta từng nói với đế uyên, ông ta sẽ không để bất kỳ ai bước vào tế đàn dưới mặt đất. Quấy dày đế uyên, chữa lành đan điền, trừ khi người đó phải bước qua xác của ông ta. Mà bây giờ, khi cái chết đã gần ngay trước mặt, cái gì mà trung thành, cái gì mà cam kết, chẳng là cái thá gì cả hòn non bộ vượt ban nãy đã bị tô tử lam bổ nát đường vào đã lộ ra vì vậy ám giả quỷ vương vốn dĩ đang đứng ở trước cửa vào tế đàn dưới lòng đất ông ta chẳng kịp suy nghĩ mà xoay người trực tiếp tiến vào thông đạo đi đến tế đàn dưới lòng đất đường hầm được xây dựng theo quy tắc phản ngũ hành giống như là mê cung vậy hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan biết rõ mọi ngóc ngách đối với ám giả quỷ vương mà nói thật sự là một nơi ẩn náu tốt nhất cho dù Tô Tử Lam có đuổi theo truy sát phía sau, cũng rất khó để túm được ám giả quỷ vương. Rất khó để tìm đến vị trí của tế đàn. Ám giả quỷ vương chạy rồi, nhưng bào đao hàn thiết vẫn còn đang tiếp tục chém giết. Tô Tử Lam tay cầm bào đao lang đồ, như sói trong bầy cừu, bộ đồ đỏ tươi trên người khiến cô vô cùng nổi bật. Những nơi mà tàn ảnh đi qua, tiếng kêu la khóc thét vang vọng khắp nơi, mỗi một sinh mệnh mơn mờn ấy đều trở thành quỷ hồn dưới thành đao sắc bén kia. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, hai phút sau, Tô Tử Lam đã mất khoảng thời gian hai phút để xử lý hết toàn bộ đám vệ lâm quân. Có hơn hai mươi tên nhân cơ hội hỗn loạn mà bỏ chạy, hoàng sợ chạy ra khỏi hoàng thành, mà những tên sứ thần đại hoa, mười tên đó không thiếu một ai. Toàn bộ đều bị Tô Tử Lam giết chết ngay tại chỗ. Một là số lượng vệ lâm quân quá nhiều, một mình Tô Tử Lam không thể giết hết được. Hai là đám giữ thần đại hoa mới là mục tiêu chính của Tô Tử Lam. Bọn họ, vốn dĩ là kẻ địch của tiêu nhất thiên ở Bắc Cảnh. Bọn họ đã nhục nhã Tô Tử Lam và thành viên của huyết lang đoàn ở Phủ Lang Vương, khiến cho các thành viên huyết lang đoàn người chết kẻ bị thương. Mối thù này không đội trời chung. Tô Tử Lam cả đường chém giết, cuối cùng thì cũng đi tới 95 bậc Ngọc Bích đến Điện Hùng Loan, một nao chém bay tên sứ thần Đại Hoa cuối cùng. Sau lưng cô, con đường từ hòn non bộ tới Điện Hùng Loan đã chất đầy thi thể. Tình cảnh thảm không dám nhìn. Tô Tử Lam thu lại bào đao lang đồ, cũng chẳng quay đầu lại xem, bởi vì chiến đấu một thời gian dài. Cô có thể cảm giác, một cách rõ ràng, hơi thở nội kinh trong cơ thể mình, dường như đang bắt đầu có chút không ổn định. Đây không phải là điểm báo tốt lành gì, điều này có nghĩa là giọt huyết tinh của Dạ Dao đã sắp không chịu nổi lượng tiêu hao lớn như vậy, hoặc là nói, thân thể yếu đuối nhu nhược này của Tô Từ Lam đang sắp không kiên trì nổi nữa. Vì vậy, Tô Từ Lam cũng không dám thả lòng hay kéo dài nữa, vội vàng xoay người, bước lên 95 bậc ngọc bích, đi tới điện Hùng Loan. Bà không đi tìm vị trí tế đàn dưới lòng đất bằng thông đạo sau hòn non bộ mà lựa chọn điện hùng loan bởi vì bà biết tế đàn dưới lòng đất nằm ngay dưới điện hùng loan tô tử lam không biết nhưng mà dạ giao thì lại biết giờ phút này ở tế đàn dưới lòng đất tiêu nhất thiên bị 10 chiếc đinh lớn ghim ở giữa không trung máu của anh không ngừng bị những chiếc đinh ấy hút đi sau đó nhỏ vào trong tế đàn ngọc thạch tế đàn đó có đường kính dài chín chín mét gặp nơi phát ra những tia sáng màu đỏ quỷ dị. Tia đỏ ấy tàn ra, giao hòa cùng với không gian tối đen xung quanh, khiến cho cả tế đàn đều bao phủ một bầu không khí u ám. Máu đọng giữa tế đàn, cả hồ đều làm máu đang sùng sục. Vô số những bọt khí nhanh chóng nổi lên, sau đó lại bị vỡ ra ngay lập tức, tạo ra những âm thanh tành tách, tành tách. Mặt hồ bốc lên những màn xương dày đặc, xoay quanh thân thể đế uyên. Mùi máu tanh đồng nặc thật sự là khiến cho người ta buồn nôn đế uyên đang ngồi ngay ngắn trên trụ ngọc ở giữa tế đàn lông mày nhíu chặt lại đôi mắt nhắm chặt không mở những cơn gió không ngừng lượn lờ xung quanh thân thể như thể một con rồng trong suốt vậy ông ta đang hấp thụ sức mạnh trong dòng máu ấy và luyện hóa chúng đồng thời từng luồng minh kình trong đan điền của tiêu nhất thiên đang bị đế uyên hấp thụ thông qua vệ hồn trận pháp để chữa đan điền đang bị tổn thương của ông ta lấy máu làm chất dẫn lấy minh kình làm cơ sở hai thứ đó đều bắt buộc phải có đủ nhìn khắp thiên hạ này người có dòng máu mạnh mẽ hơn cả hoàng tộc đế thị chỉ có tiêu nhất thiên đây cũng là nguyên nhân năm năm trước đế uyên đề tiêu nhất thiên ở bắc cảnh hết lòng bồi dưỡng anh nói trắng ra thì đế uyên thật ra là đang đào tạo bồi dưỡng tiêu nhất thiên để anh trở thành thuốc giải của mình mà bây giờ năm năm chờ đợi và dày vò cuối cùng thì dòng máu mạnh mẽ trong người của tiêu nhất thiên cũng đã được kích hoạt hơn nữa cũng rất thuận lợi mà bước vào cảnh giới minh kình trở thành một viên thuốc dài hoàn hảo nhất ngày này thời khắc này cuối cùng cũng đã tới thần thể đế uyên như một hố sâu khổng lồ một hố sâu không thấy đáy đang điên cuồng nuốt chừng lấy huyết khí xung quanh và minh kình của tiêu nhất thiên sau khi huyết khí dung nhập vào trong mạch máu của ông ta, Minh Kinh tập hợp trong đan điền không ngừng chữa lành vết thương trên đan điền của ông ta. Thời gian trôi nhanh như cát chảy trên tay, vùn vụt, vụt mà trôi qua. Máu tươi trong cơ thể của Tiêu Nhất Thiên đang bị mười ống hút liên tục hút ra ngoài. Minh Kinh trong đan điền cũng bị đế uyên liên tục hấp thụ. Cơ thể Tiêu Nhất Thiên bị ghim ở trên không trung, hơi thở đã vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Những dây thần kinh trong cơ thể dường như cũng đã bị tê liệt, không còn cảm giác được đau đớn nữa. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ màng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Tuy nhiên, khi anh cúi đầu nhìn thấy bóng dáng của đế uyên đang xếp bằng ngồi kia, miệng anh khẽ nhách lên, lộ ra một nụ cười gian xào, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mười phút, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng mười phút, minh kình mà tối hôm qua tiêu nhất thiên đã hồi phục lại được đã bị đế uyên hút hết một nửa. Điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch của Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Linh Lung đã thành công được một nửa. Chất độc cũng theo minh kình của Tiêu Nhất Thiên bị đế uyên hấp thụ, chảy vào trong cơ thể, vào trong đan điền của đế uyên mà ông ta cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có bất thường, vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sắp thành công. Đáng thương, đáng tiếc, nhưng cũng thật sự là rất nực cười. Đột nhiên, Tiêu Nhất Thiền nhổ ra một bãi nước bọt. Ở vị trí của anh, góc độ vừa đúng vừa đẹp, phun ngay lên đầu của đế uyên. Sau đó, anh cười nói, tên cầu tặc. Bây giờ, ông cảm thấy như thế nào? Thoải mái không? Cũng gần như thế. Dựa theo những gì mà Hoác Linh Lung trước đó đã dàn dò, khoảng 10 phút sau, sau khi trận vệ hồn được kích hoạt, Tiêu Nhất Thiên có thể ra tay ngăn cản đế uyên. Một là trong 10 phút, độc tố bị đế uyên hút vào trong người sẽ phát tác, mà một khi phát tác cũng đủ để phá hủy đan điền vốn đang bị tổn hại của ông ta. Ông ta sẽ chết ngay tại chỗ. Hay là, nếu như ông ta tiếp tục hấp thu minh kình trong đan điền của Tiêu Nhất Thiên, sẽ bị ông ta hút sạch. Đợi một lúc nữa, khi ông ta phát hiện bất thường, sẽ phát điên. Tiêu Nhất Thiên sẽ không có đủ sức lực để bảo vệ bản thân, e rằng sẽ phải cùng với ông ta chết chung một chỗ. Tiêu Nhất Thiên, anh vẫn chưa muốn chết. Vì vậy, sau khi nhổ ra một bãi nước bọt, nhìn thấy đế uyên vẫn không si nhê nhúc nhích, cũng không thèm quan tâm anh. Tiêu Nhất Thiên lại nhổ thêm một bãi nữa nói, còn mẹ mày, tai bị điếc hả? Đế uyên không để ý đến anh, anh tiếp tục nhổ, tiếp tục nhổ. Cho đến khi hơn 10 bãi nước bọt liên tục bay xuống đáp trên đầu của đế uyên, khiến ông ta ướt nhẹp, như thể muốn gội đầu cho ông ta vậy. Ấu chỉ... Rốt cuộc thì đế uyên cũng không nhịn nổi nữa, mở mắt ra, nói, sắp chết đến nơi rồi, vẫn cố dãy giụa, Mày cho là, đã đến nước này rồi, người vẫn muốn có một con đường sống nữa sao? Mày cho rằng, chỉ dựa vào cái mánh khóe ấy của mày, có thể quấy giày tao, khôi phục đan điền ngăn cản được kế hoạch của tao sao? <laughs> mờ mộng hão huyền. Rõ ràng rằng đế uyên vô cùng khinh thường loại hành vi ngang ngược này của tiêu nhất thiên. Tiêu Nhất Thiên lại nhổ một bãi sau đó mỉa mai nói, chưa đến phút chót, chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Sao ông lại có thể chắc chắn tôi sẽ thua chứ? <laughs> Đế Uyên cười một cách mỉa mai hỏi, vậy thì chẳng lẽ mày cho rằng vẫn còn có người đến cứu mày sao? Có người có thể cứu mày sao? Ở đây vẫn là hoàng thành của đại hạ, là thiên hạ của tao. Tất cả mọi người ở đây đều nghe theo mệnh lệnh của tao. Mày Đúng lúc này, khi đế uyên mới nói được một nửa, đột nhiên có một giọng nói chói tai từ bên ngoài chuyển tới. Tên cầu tặc đế uyên, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, bội tình bạc nghĩa, ích kỷ vị lợi, tính khí thất thường. Tiêu nhất thiên, đường đường lăn lăng vương bắc cảnh, bảo vệ đất nước, chiến công hiền hách. Kết quả thì sao nào? Còn chẳng phải bị tên cầu hoàng đế đế uyên, chơi đùa trong lòng bàn tay hay sao? Bị ông ta hại đến mức thân bại danh liệt, tính mạng nguy hiểm, liên lụy người nhà, thủ đoạn độc ác đó của ông ta quả thật là khiến cho người khác lạnh run. Chính là tiếng mắng trời của Yến Đông Dương, vô cùng to và rõ ràng. Thêm vào đó là nội kinh hùng hồn, tiếng mắng trời của Yến Đông Dương không chỉ truyền khắp Hoàng Thành, truyền tới tai của tất cả người dân ngoài Hoàng Thành, đồng thời cũng xuyên qua tường, truyền xuống dưới đất tế đàm dưới lòng đất, truyền tới tai của Tiêu Nhất Thiên và Đế Uyên nghe thấy tiếng mắng trời của Yến Đông Dương, Đế Uyên đang ngồi trên trụ ngọc ban đầu vẫn rất bình thản, ung dung, vững như bàn thạch. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng trời rùa đó, mí mắt của ông ta giật mạnh một cái, lời nói được một nửa bỗng nhiên im bặt. Còn mẹ nó chuyện gì thế chứ? Tiêu Nhất Thiền cũng sững sờ mất một lúc. Yến Đông Dương vậy mà dám chửi cả Đế Uyên sao? ăn gan hùm mật gấu hay sao? Nhưng mà sau khi hết kinh ngạc. Tiêu Nhất Thiên bỗng bật cười, anh cúi đầu nhìn Đế Uyên ở dưới, cười nói, nghe thấy không? Hình như có người đang mắng chửi ông đó. Xem ra, không chỉ là mình tôi cho rằng ông là cầu tạc đâu. Xem ra, không phải là ai trong hoàng thành này cũng đều kính mến và trung thành với ông. Mặt của ông có đau không? Gây go rồi. Đế Uyên chẳng qua, chỉ là tùy tiện giả vờ một câu thôi. Kết quả mới diễn được một nửa thì bị tên khốn Yến Đông Dương cắt ngang, hơn nữa, Yến Đông Dương rõ ràng là đang phát vào mặt của ông ta, nháy mắt, một luồng sát khí bùng nổ xung quanh Đế Uyên, khiến cho hơi thở vốn đang ổn định của ông ta xuất hiện sự dao động. May mà, sau khi Đế Uyên nhận ra được điều ấy thì đã ngay lập tức điều chỉnh hơi thở của mình, đè nén lại khí huyết đang rối loạn xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, nói một cách lạnh lùng, "Đừng nôn nóng." đám người dám đâm sau lưng tao chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đợi sau này khi mày chết đi đợi tao chữa lành đan điền rời khỏi tế đàn người tiếp theo phải xuống hoàng tuyền chính là tên phản đồ yến đông dương đó yến đông dương vẫn luôn luôn là tướng lĩnh tâm phúc bên cạnh đế uyên đế uyên vô cùng coi trọng hắn ta giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là bảo vệ hoàng thành cho hắn ta phụ trách sự phản bội của Yến Đông Dương, rõ ràng rằng đã khơi lên sự phẫn nộ tột cùng trong lòng của đế uyên. Tiếp theo, âm thanh tiếng chém giết loáng thoáng truyền xuống tế đàn dưới đất. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để đoán được tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Một lúc sau, tiếng nổ lớn truyền tới như thề trời sụp đất rung. Ngay cả những bức tường xung quanh tế đàn cũng không ngừng theo đó mà lung lay. Chính là một đau ban nãy của Tô Tử Lam bổn nát hòn non bộ cao thủ tiêu nhất thiên và đế uyên đều bị giật mình bởi tiếng nổ đột ngột này bọn họ đều là cao thủ minh cảnh chính hãng cho dù là cách tường cách một đường dài phức tạp như mê cung bọn họ vẫn có thể cảm nhận được người có thể tạo ra lực hủy hoại lớn như thế này chắc chắn là một cao thủ nhưng mà bọn họ không hề nghĩ tới người đó sẽ là cao thủ minh cảnh dù sao một đất nước có thể có hai cao thủ minh cảnh đã là rất hiếm rồi làm sao có thể nhảy ra thêm người thứ ba nữa chứ? Ngoại trừ, đích thần hoàng chủ đại hoa đến đây. Phế vật, một lũ phế vật, bước ngoặt quan trọng như thế này, vậy mà cứ liên tục bị người ta quấy dày. Cho dù là người có tính cách giỏi nhẫn nhịn như đế uyên, cũng bị chọc đến điên người, đột nhiên ông ta mở trừng trừng đôi mắt giữa hai chân mày nhíu chặt lại. Phải biết rằng, người canh gác ngoài kia, chỗ cửa vào tế đàm chính là ám giả quỷ vương dựa vào thực lực của ám dạ quỷ vương, cho dù yến đông dương có tạo phản, đế uyên cũng không tin rằng gã ta có thể gây ra động tĩnh lớn đến như thế. Tiếng chém giết bên ngoài kia vẫn tiếp tục, mà lúc này, đế uyên đột nhiên cảm thấy minh kình trong đan điền của mình có điều gì đó không đúng lắm, đặc biệt là luồng minh kình hút từ người của Tiêu Nhất Thiên ra, vốn dĩ luồng minh kình ấy có tác dụng làm dịu và chữa lành vết thương trên đan điền của ông ta, mười phút cố gắng vết thương trên đan điền của ông ta đã được đỡ hơn phần nào mà bây giờ chỗ vết thương đã bắt đầu dịu đi ấy bỗng nhiên chuyển tới cảm giác đau nhói chuyện gì thế này sắc mặt của đế uyên bỗng chốc thay đổi ông ta nói trong vô thức lẽ nào do bị quấy dày liên tục nên đã xuất hiện lỗi hay sao đế uyên bắt đầu sốt ruột thật sự là ông ta đang hoảng sợ năm năm Ông ta đã chờ 5 năm, đây là cơ hội duy nhất để chữa lành đan điền cho mình. Nhưng mà, cho đến lúc này đây, ông ta cũng chưa từng hoài nghi minh kình trong cơ thể của Tiêu Nhất Thiên có vấn đề gì. Chưa từng nghĩ tới trường hợp Tiêu Nhất Thiên sẽ giấu độc trong minh kình. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ông ta và đám người ngao tuấn thần giống nhau, chưa từng nghe qua có chuyện giấu độc trong minh kình. Vì vậy, cơ bản là không có suy nghĩ đến khả năng đó. Cuối cùng, có hiệu quả chưa? Nhìn thấy bất thường của đế uyên, tiêu nhất thiên vô cùng vui vẻ. Hoặc linh lùng không hồ là độc nữ của Nam Cương, không hồ là cả người toàn độc. Trời không phụ mình, người không phụ mình. Không uổng công hoặc linh lùng vật lộn, mất cả đêm để điều chế ra loại độc ấy. Sau đó gieo vào trong minh kình của tiêu nhất thiên, có thể giết chết đế uyên. Tất cả đều đáng giá. Phòng trường hợp, sau khi đế uyên phát hiện ra sự thật, trong lúc tức giận kéo anh chết cùng, Tiêu Nhất Thiên âm thầm huy động sức mạnh còn lại của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi 10 cây đinh đang kim tay anh trên này, nhảy ra khỏi phạm vi khống chế của vệ hồn trận pháp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.